Khi mà thí chủ cúng dường, thực sự mà nói đương nhiên là quý, mà mình cũng khó lòng mà mình gọi là mình truy tra là cái người đó họ phải như thế nào. Tại vì thời của Phật á, thì cũng có những người làm tướng cướp, rồi họ cúng dường cho Thế Tôn, thì hoặc cúng dường cho các vị thánh, các ngài vẫn nhận. Chứ các ngài đâu có nói là ông là cái người dơ bẩn không trong sạch, cho nên là ta sẽ không nhận vật phẩm cúng dường của ông. Hoặc là một người nào đó đặt bát cúng dường, mình cũng không thể nào mình nói là anh là người như thế nào, cái ở ngoài cái giới hạnh anh ra làm sao mà anh có cái tư cách anh đặt bát anh cúng dường tốt. Hoặc tôi chỉ nhận người mà có giới cúng thôi, chứ còn người không có giới cúng tôi không nhận. Thì không bao giờ có chuyện đó. Cho nên khó lòng mà mình đòi hỏi ở nơi cái người thí chủ khi họ đến với mình vì niềm tin hoặc vì cái gì đó mà họ cúng dường mình, thì rất là khó lòng để mà mình truy tra mấy cái chuyện. Tuy nhiên cái gì nó cũng có cái này cái kia, phải cẩn trọng với những người mang danh là thí chủ rồi họ cúng dường mình. Tại vì từ xưa tới nay các cái ngôi chùa, các vị sư, các vị thầy không hề thiếu những vị là thí chủ đóng góp rất là nhiều, hoặc là có những khi họ không đóng góp bằng tiền, họ đóng góp bằng công sức, họ đóng góp bằng cái này cái kia, rồi thì họ muốn nắm ông sư, nắm ông thầy ở trong tay của mình luôn. Giống như đó là cái nó trở thành cái công cụ để mà họ muốn cho cái người mà họ hồ đồ phải theo ý của họ. Rồi từ đó cái người mà họ ghét là ông sư cũng phải ghét, cái người họ thích ông sư cũng phải thích. Họ muốn ông sư nói cái gì ông sư phải nói cái đó, muốn ông sư ca cái gì ông sư phải ca cái đó, muốn ông sư mà trách cái gì ông sư phải trách cái đó. Tức là cái đời sống của ông sư do họ quyết định. Thì phải nói là đó là một cái đời sống đáng tội. Mà một vị sư thì cũng có nhiều kiểu. Một đó là cái hạng người vô ơn, tức là thiên hạ cúng anh bao nhiêu thì anh cũng nhận hết, cho anh cái gì anh cũng nhận hết, nhưng mà anh chớ hề có lòng tri ân. Tức là cái hồi mà chỉ cần họ không giữ ý anh là coi như là anh đuổi thẳng cẳng. Thì cái đó thì phải nói là quá tệ, quá tệ. Thì cái hạng người thứ hai, hạng người là cuốn theo chiều gió. Tức là chỉ cần là mình ai cho mình ăn thì là mình quẩy đuôi thôi. Ai cho mình ăn thì nói sao tôi làm vậy, miễn sao là cho tôi cái này cho tôi cái kia là được rồi. Thế nào cũng dàn xếp được hết. Coi như là tôi không bao giờ có cái giới hạn cuối, đừng bao giờ thử thách giới hạn của tôi, tại có đâu mà thử thách. Thì cái kiểu đó cũng không được. Mà chỉ có cái người ai hộ độ mình, hỗ trợ mình thì mình tri ân. Nhưng mà mình là người sống theo pháp, mình không có sống theo cái các cái pháp thiên vị. Tức là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì ngu và thiên vị vì sợ. Mình tránh được bốn pháp thiên vị đó. Dù cho họ là người có ơn với mình thì mình thương, thì mình giúp họ để họ tốt hơn. Chứ không phải là họ có ơn với mình rồi họ làm bậy mình cố mình giấu, thì không phải vậy. Tức là tránh bốn pháp thiên vị.
nhưng mà mình vẫn là người có lòng tri ân. Nhưng mà khi mình đã làm hết cái chuyện của mình rồi, việc cần làm với họ thì mình cũng đã làm rồi, mà nhắm không ổn nữa thì thôi. Đó. Và mình cũng không có cái lý do gì, không có việc gì mà mình phải theo sự sắp xếp của họ một cách không có suy xét. Tức là vì cái lòng từ mẫn thì quý vị hộ độ cho tôi. Thì quý vị hoan hỷ muốn thỉnh mời tôi thuyết pháp ở chỗ nào á, thì tôi có thể là vì cái lòng tri ân mà tôi sẽ chiều theo quý vị, tôi sẽ thuyết pháp, tôi đi những nơi đó thuyết pháp cho quý vị thôi. Nhưng mà tôi sẽ không vì như vậy mà khen cái quý vị muốn khen, chê cái quý vị muốn chê, thương người quý vị muốn thương và ghét người quý vị muốn ghét. Thì tôi không phải người như vậy. Tức là mình vừa có lòng tri ân mà mình vừa phải đối xử công bằng, có chánh kiến với thiên hạ. Cho nên cái cư xử, cái pháp cư xử đối với cái người thí chủ đó cũng là cái một cái pháp mà phải học. Mọi sự ủng hộ, mọi sự bố thí cúng dường đều đáng quý cả, nhưng hãy cẩn trọng. Có những cái mình nhận được, mà có những cái mình nhận rồi là mình á khẩu.